Nhiều lúc em nhờ chồng chăm con mà chồng không làm, em cũng bực mình, cáu gắt, bất làm tâm của mình bất an. Làm cách nào để khắc phục được vậy cô? Cái này Tuệ An cũng mắc nhiều ngày xưa, đặc biệt là khi con mình nhỏ. Mình nhờ chồng chăm con nhưng mà chồng không có làm. Và thế là đôi khi lúc là hai vợ chồng cứ đùn đẩy nhau cái việc chăm con á. Ôi em sẽ làm tất cả mọi việc, em rửa bát, lau nhà, ngập quần áo, đổ rác, anh chăm con hộ em đi. Kiểu như là con là một cái gì đó mà cứ phải đùn đẩy nhau ấy. Bởi vì những cái ông bố bà mẹ trẻ mà mới sinh con ra mà chăm con thì thấy cái việc đó rất là áp lực. Thà mình đi làm việc nhà còn hơn là cái việc mình chăm con, bởi vì mình chán cái việc đó lắm rồi. Mình chăm hết từ ngày này đến ngày khác rồi, hết đêm đến ngày rồi. Thế nên nếu như là mình mà có đang nhờ chồng chăm con mà chồng không làm á, lúc đấy mình thấy bực, mình thấy tâm mình bất an á, thì mình cũng đầu tiên là chấp nhận điều này, chấp nhận nó. Bởi vì sao? Bởi vì rất nhiều ông bố bà mẹ như thế, đặc biệt là khi con của mình còn nhỏ, Tuệ An cũng thế. Thế nên không phải là mình đang bất thường quá, hoặc mình đang tồi tệ quá, không phải. Hãy chấp nhận nó, đó là một việc bình thường. Và khi bạn chấp nhận á, bạn không phán xét bản thân mình nữa. Không phán xét là ôi sao mình tệ thế nhở, tâm mình bất an thế nhỉ. Không phán xét nữa thì cái tâm của mình nó mới bắt đầu lặng yên xuống được. Và khi mình chấp nhận, mình không phán xét, thì lúc đó là lúc cái tâm của mình nó bắt đầu chuyển hóa. Nó sẽ thư giãn hơn, nó sẽ dễ chịu hơn. Và rồi mình sẽ nghĩ xem, à bây giờ nếu như chồng mình nhất quyết là không có chăm con hộ mình thì sao? Thì mình có thể chăm con như thế nào mà mình vui hơn không? Thế mình giảm bớt những cái công việc còn lại để mình đưa con mình đi chơi chẳng hạn. Đi xuống sân chơi, đẩy xe đẩy đi chơi, hay là dẫn nó ra vườn hoa để cả hai mẹ con có những cái giây phút vui vẻ. Thế thì cũng giúp cho chính mình và con của mình có được sự thư giãn hơn. Còn về sau á, nếu như mình thấy cái hiện tượng là chồng mình cứ không phụ giúp mình cái việc chăm con mà mình kiệt sức mệt mỏi quá, thì mình sẽ lựa cái lúc nào mà một là bản thân mình làm chủ cảm xúc tốt, hai là anh ấy cũng đang ở trong trạng thái thoải mái, dễ tiếp nhận vấn đề, thì mình sẽ mời anh ngồi xuống và nói chuyện một cách thẳng thắn. Không phải là mời xuống để phán xét ở tại sao em nhờ mà anh không chịu trông. Con là một mình em đấy hả? Con này cũng là con của anh mà, tại sao anh không thế? Thì nó không giúp ích gì trong mối quan hệ. Nhưng nếu chúng ta mời người đấy cùng ngồi xuống và sau đó chúng ta sẽ cùng trò chuyện với người ấy, giống như là anh có sẵn sàng để nghe em chia sẻ không? Nếu như được như vậy thì em rất là biết ơn. Và em gần đây đang thấy rất là mệt mỏi bởi vì mình phải trông con nhiều quá. Nên là nếu có thể mà anh giúp em được thì em rất là mừng. Nếu như mình chia sẻ một cách chân thành, đa phần cái người đàn ông họ sẽ tiếp nhận. Và người đàn ông họ không thích nói bóng nói gió. Người đàn ông họ không thích mập mờ ám chỉ, tại vì suy nghĩ của họ đơn giản hơn phụ nữ. Thế nên là muốn gì nói thẳng, nhưng mà phải chân thành, không được phê phán, không được chê bai, nhờ họ giúp đỡ. Cái cách này có tác dụng đó. Thế nên là mình thử xem nhé. Nhưng mình phải làm cái này trong lúc tâm của mình an ổn cơ. Và đặc biệt là mình không được lên giọng với người ta, giúp em chăm con cái. Nó khác với việc anh ơi giúp em chăm con nhé, nó khác nhau. Thế nên là hãy quan tâm nhiều hơn đến việc duy trì những cái năng lượng tích cực của mình, để từ đó mình có nhờ người ta giúp đỡ thì mình cũng có được cái năng lượng tốt để mà mình nhờ và mình tiếp xúc với người ta. Câu hỏi tiếp theo. Chồng em đã ngoại tình 20 năm rồi, vậy chồng em ở cấp độ nào? Có cứu vãn được cuộc hôn nhân này hay không? Câu hỏi này khó nha, nhưng mà vẫn trả lời được. Chồng ngoại tình 20 năm rồi ở cấp độ nào? Ở cái cấp độ mà gọi là đôi khi gọi là ung thư mối quan hệ rồi. Tạm gọi như thế đi. Có nghĩa là ung thư mối quan hệ, gọi ung thư lâu dài 20 năm rồi, chồng ngoại tình rồi, thì lúc này có cứu vãn được hay không? Tất cả mọi thứ đều có thể. Nếu như bạn hỏi là có thể hay không thể, cái gì cũng có thể hết, chẳng cái gì là không thể. Thế nhưng mà nếu như bạn muốn cứu vãn một cái mối quan hệ mà đang ở cái cấp độ ung thư mối quan hệ, ngoại tình 20 năm á, thì chúng ta sẽ phải dùng thuốc mạnh hơn. Chúng ta sẽ phải kiên trì về nó hơn. Chúng ta sẽ phải đầu tư cho cái việc hàn gắn nhiều hơn. Và cái việc đầu tư hàn gắn như thế nào, bao nhiêu lâu á, nó cũng phải tương xứng với 20 năm mà chúng ta đã để cho nó bị ung thư mối quan hệ như vậy.
Thì một ấy, là cái người đàn ông mà ngoại tình 20 năm á, một là bản chất người này là người trăng hoa. Và bản chất một người trăng hoa thì có nghĩa là bởi vì một là họ có niềm tin sai lệch bên trong. Giống như cái niềm tin của họ, họ không tin là tự họ có khả năng hạnh phúc được. Họ luôn luôn tin là cô gái A, cô gái B, cô gái C mới mang đến hạnh phúc cho họ được. Thế nên họ đi ngoại tình. Hoặc họ có những tổn thương rất sâu ở bên trong, nên họ không thể làm chủ được cái cảm xúc, cái hành vi của họ. Hoặc cũng có những người là họ ngoại tình là bởi vì họ không có thấy hạnh phúc với người vợ. Hoặc có những người ngoại tình là bởi vì cái niềm tin, cái tư duy của họ ở đàn ông phải trăng hoa một tí, phải đi biết đi chinh phục, phải có nhiều người, có vợ rồi có bồ nó mới vui. Vậy thì lúc này á, mình xem là người đàn ông của mình mà ngoại tình 20 năm đó là thuộc cái nhóm nào. Nếu là thuộc cái nhóm mà người ta cứ có cái niềm tin là phải trăng hoa thì mới là vui, hoặc là niềm tin của người ta về hạnh phúc rất sai lệch và người ta sẵn sàng vi phạm những cái tiêu chuẩn đạo đức, có muốn có cả vợ, muốn có cả bồ, thì lúc đó cái lựa chọn quyết định là ở mình. Nếu như mình có thể chấp nhận điều này thì thôi, vui sống với nó. Không chấp nhận được thì thôi, dừng lại cho nó lành, cho mình được tự do. Còn nếu như mình thấy là người đàn ông này đang khổ đau với mình 20 năm nay, thế nên là mới ngoại tình, thì mình xem là mình có thể sửa chữa mình ở đâu. Mình muốn cứu vãn hôn nhân mà. Mà để cứu được hôn nhân thì phải cứu mình trước tiên này. Cứu mình là sửa mình đó. Cứu mình là cứu mình khỏi những cái sự tiêu cực. Cứu mình khỏi những cái năng lượng xấu. Cứu mình khỏi những cái sự phán xét, đòi hỏi, tham lam, giận hờn. Tất cả những cái điều đó. Khi mình cứu mình khỏi cái điều đó, mình trở nên có giá trị hơn, thấu hiểu hơn, lắng nghe tốt hơn, dịu dàng hơn. Thì lúc đó cái tỷ lệ mà mình hàn gắn được nó sẽ cao hơn. Tuệ An vẫn nhớ rằng có một cái câu chuyện mà hôm đó là cáo có cái cặp đôi này đến để tư vấn với Tuệ An. Và cả hai vợ chồng cùng đến trong cái buổi đó cùng một lúc. Và người chồng ngoại tình, và người vợ thì nói lúc đó cô ấy rất là tức. Và có Tuệ An ở đó, cô nói là bây giờ anh nói xem, tại sao mà anh lại ngoại tình? Cô ấy có cái gì hơn em? Cô ấy không xinh hơn em, cô ấy cũng không cao hơn em, cô ấy cũng không giỏi bằng em, cũng không kiếm tiền tốt như em, gia thế cũng không bằng em, cũng không đẻ được con của anh như em. Vậy thì cô ấy có cái gì hơn em để mà anh đi ngoại tình với cô ấy suốt những năm qua? Và người đàn ông này nói, em nói đúng, cô ấy không xinh hơn em, cô ấy không giỏi hơn em, cô ấy không kiếm tiền tốt bằng em, cô ấy cũng chưa sinh con cho anh, nhưng cô ấy lắng nghe anh tốt hơn em. Và cô ấy không bao giờ chỉ vào mặt anh và nói rằng anh là đồ ăn hại. Đó là một câu chuyện có thật. Vậy thì đôi khi cái mà người đàn ông họ cần ở một người phụ nữ thì người phụ nữ lại không có. Giống như là sự dịu dàng đó, cái sự lắng nghe đó, cái sự thấu hiểu đó, cái sự tôn trọng đó cũng có. Thế nên là mình để cứu vãn một mối quan hệ, đặc biệt là tình huống ngoại tình đã xảy ra, là mình phải đi từ gốc, mình tìm ra cái nguyên nhân. Và sau đó thì mình mới biết cái cách nào để cứu vãn được. Và Tuệ An cũng có thể đề xuất bạn sẽ xem thêm những cái video khác của Tuệ An đã chia sẻ về chủ đề này. Thì đôi khi mình sẽ tìm ra nguyên nhân. Bạn search một chút trên cái kênh YouTube Tuệ An là ra mà. Câu hỏi cuối cùng trong video này. Câu hỏi này hơi dài xíu, cả nhà lắng nghe nha. Em là nữ 35 tuổi. Em có bạn trai, nhưng em cảm thấy em luôn luôn thất bại trong tình yêu. Em không biết là vấn đề do em hay do người ấy. Em lúc không yêu ai là người đầy nắng, đầy năng lượng, vui vẻ, tự do. Nhưng khi em yêu ai, em lại dành hết thời gian và tình yêu của em để lo lắng quan tâm cho người ta. Nhưng con trai sẽ cảm thấy không tự do, cảm thấy không đủ tốt để xứng đáng với tình cảm của em. Em trải qua hai cuộc tình đều y như vậy. Lần trước em yêu là lúc là sinh viên. Em yêu người ta 4 năm đến cuối chia tay vì lý do không xứng đáng với tình yêu của em. Lần này em yêu người khác cũng sắp 4 năm rồi. 3 năm đầu tụi em rất ít cãi nhau, làm kinh doanh nhỏ cùng nhau, mọi việc đều nghe theo em. Tới năm thứ 4, người ấy muốn mở rộng kinh doanh, bạn bè nhiều hơn,
các mối quan hệ xã hội nhiều hơn nên tụi em bắt đầu mâu thuẫn. Mỗi người một lập trường và không còn dành nhiều thời gian cho nhau nữa bởi vì bận rộn. Em cảm thấy người ấy không còn quan tâm, không còn yêu em. Em không biết nên cố gắng thay đổi mình để tiếp tục tình yêu này hay dừng lại nữa. Chia sẻ của Tuệ An dành cho em, đó là cái tình huống này em đã gặp 2 lần rồi. Cái mối quan hệ cũ lúc mà em yêu cái người hồi em là sinh viên ấy, cũng đã từng rất yêu nhau một thời gian dài rồi lại kết thúc như vậy. Đến mối quan hệ này cũng đã yêu nhau như thế, y chang giống như em nói, y chang cũng đang lặp lại như vậy. Vậy thì cho dù em có dừng lại cái mối quan hệ này đi chăng nữa, mà em chưa nhận ra cái bài học và thay đổi bản thân mình, thì những cái tình huống tệ nó vẫn sẽ lặp đi lặp lại. Có thể là em lại gặp một người thứ 3, em lại gặp một người thứ 4, thậm chí một người thứ 5, nhưng mà mọi thứ nó vẫn cứ y chang à? Bởi vì mấu chốt ở đây á, đó là em phải rút ra được bài học gì cho mình sau những cái đổ vỡ, sau những cái mâu thuẫn trong mối quan hệ tình yêu vừa qua. Thứ nhất là mình phải biết quan tâm đến mình và quan tâm đến cả người ta, chứ không phải là chỉ quan tâm đến người ta mà bỏ quên đi việc quan tâm đến mình. Cái điều thứ hai nó là dù bận rộn cách mấy thì chúng ta phải dành thời gian cho nhau. Bởi vì nếu như chúng ta không dành thời gian cho nhau thì cái mối quan hệ đó nó sẽ nhạt nhẽo dần. Rồi chúng ta có hàng ngàn những mối bận tâm khác ở bên ngoài, nó sẽ kéo chúng ta đi. Và em nói là ban đầu mối quan hệ rất tốt, nhưng sau đó vì bận rộn không dành thời gian cho nhau, vậy thì bài học rút ra là phải dành thời gian cho nhau, phải chủ động để vun đắp và xây dựng cái mối quan hệ. Dù mình thấy là mâu thuẫn cãi cọ nhiều hơn, vậy thì tại sao lại cãi nhau? Bởi vì mọi người không biết lắng nghe, không có năng lực lắng nghe mà chỉ thích nói thôi, chỉ thích người kia phải nghe mình thôi, thì cãi cọ nó sẽ liên miên à? Hạ cái tôi của mình xuống, học cách lắng nghe đi. Và nếu như em có thể bắt đầu sửa đổi chính mình thì có thể em không cần phải dừng lại mối quan hệ này, mà mối quan hệ này tự khắc nó sẽ chuyển hóa tốt lên. Còn nếu như mình chưa rút ra bài học và chuyển đổi chính mình thì cho dù mình đến với người A, người B, người C, mối quan hệ nó vẫn y chang. Tuệ An sẽ lấy một cái ví dụ nó rất là trực quan thế này để cho em có thể hiểu. Bây giờ nhà mình có một cái đống rác. Cái đống rác này nó đang bốc mùi rồi, hôi thối lắm rồi, và ruồi muỗi nó đến, bọ nó bâu đầy. Và mình bảo là mình không thích mấy con bọ này, mình bắt đầu lấy vợt muỗi mình vợt nó đi. Nhưng vợt hết đi, cái đống rác vẫn đó, những con bọ khác, ruồi muỗi khác vẫn bâu đến. Lần này mình bảo mình dùng biện pháp mạnh, mình xịt, xịt diệt bọ, diệt muỗi, diệt ruồi. Mình xịt một hồi hết mà đống rác vẫn ở đó, ruồi muỗi vẫn bâu đến, bọ vẫn bâu đến. Cho đến khi mình dọn cái đống rác rồi đi thì nhà mình sẽ sạch sẽ và thơm tho. Vậy thì nếu như em không chịu sửa mình, không chịu dọn rác ở bên trong mình, thì mọi thứ tiêu cực nó vẫn cứ bâu đến. Cho mình gạt hết cái thứ tiêu cực này, cái thứ tiêu cực khác lại đến. Nên là cốt lõi ở đây là bài học của việc sửa mình. Tình yêu hôn nhân nó không phải là để cho chúng ta dựa dẫm vào nhau, nó cũng không phải là để cho chúng ta chăm chăm vào cái chuyện kết hôn, để làm vừa lòng cha mẹ, hay là để sinh con đẻ cái, không phải. Ý nghĩa thực sự của tình yêu hôn nhân là giúp cho chúng ta trưởng thành hơn và sống hạnh phúc hơn cái lúc chúng ta còn độc thân. Nên hy vọng rằng qua những chia sẻ giải đáp của Tuệ An ngày hôm nay sẽ giúp gỡ rối cho các bạn được phần nào đó trong các mối quan hệ tình yêu, hôn nhân gia đình nhé.